Video này hiện tại là 28 tim rồi bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ bấm reload cho thử một cái xem nó tăng tim được bao nhiêu rồi nha. Đấy, bây giờ lên 86 tim được các bạn, 86 tim rồi nè. Đó, mạng hơi yếu bạn nha, từ 24 lên 86 bằng cái reload thôi, rất là nhanh chóng các bạn nha. Hello bạn ha, trong video này á thì sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng tim TikTok miễn phí trong năm 2023 và những năm về sau các bạn nha. Các bạn làm đúng từng bước trong video này thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ tăng tim cho video của mình trên TikTok nha. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì bước đầu tiên á, Thiện sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy link video nha. Thì Thiện sẽ note ra từng bước để giúp các bạn là ai xem cũng tăng tim trên TikTok được nha. Cách tăng tim TikTok. Đấy. Bước 1, lấy link video TikTok cần tăng tim. Đấy. Thì để lấy link video TikTok cần tăng tim rất đơn giản thôi. Các bạn vào TikTok.com này. TikTok.com nha. Rồi, ở cái ô search này thì các bạn sẽ gõ cái tên kênh của bạn nha, tên kênh TikTok của bạn á. Ví dụ Thiện là Lâm Thanh Thiện, bấm enter. Rồi ở đây các bạn thấy đúng cái kênh của mình rồi, bấm vào. Rồi thì trong cái kênh TikTok của mình sẽ có rất là nhiều video, bạn cần tăng tim cho nó thì bạn chọn đến video đó. Ví dụ như video này đi. Đó, video này là hiện nay có 4 tim đó. Thì Thiện muốn tăng tim cho nó bằng cách là Thiện copy link ở đây, bạn thấy không, copy link nè. Còn ở trên điện thoại các bạn cũng làm tương tự nha, các bạn chọn video rồi các bạn đi copy link thôi. Ở trên điện thoại các bạn cũng tương tự, nói chung là các bạn phải lấy đúng link của video nha, nhớ điều đó nha. Thì ở đây thì sẽ copy xong thì dán ở đây. Đó, sau bước 1 nó link hơi dài các bạn nha. Rồi để đây rồi. Rồi bước 2, bước 2 thì sẽ hướng dẫn các bạn hướng dẫn đăng ký tài khoản để tăng tim TikTok miễn phí. Đó, thì bước 2 này á, các bạn sẽ truy cập vào google.com nha, google.com. Rồi bạn gõ giúp Thiện là khóa học digital marketing, khóa học digital marketing như trên màn hình bạn thấy nha. Sau đó bạn kéo xuống như thế này, bạn tìm đến website là www.digital.com nha. Đây các bạn, www.digital.com này, khóa học digital marketing online ngắn hạn nè. Thì bạn nhấp vào đây. Sau khi nhấp vào đây rồi, bạn kéo xuống bên dưới. Ở bên dưới có đường link để giúp các bạn là đăng ký tài khoản tăng tim TikTok miễn phí nha. Bạn kéo xuống như thế này, đây. Ở gần cuối luôn các bạn. Đó, bạn kéo ngược lên nó có phần tăng tim này. Các bạn nhấp vào. Thì khi các bạn nhấp vào á, thời gian đếm ngược nó sẽ bắt đầu. Và khi thời gian đếm ngược này nó chạy hết thì nó xuất hiện cho bạn một trang web giúp các bạn là tăng tim trên TikTok miễn phí. Và các bạn có thể là không cần phải đợi thời gian này chạy các bạn nha. Các bạn cứ làm cái công việc gì đó của các bạn, các bạn mở tab mới hay là các bạn để cái máy ở đây, các bạn làm việc gì đó, sau khi thời gian nó chạy hết tự động nó hiện ra thôi. Sau khi mà nó hiện ra bạn copy hết luôn nha, bạn copy hết cái đường link luôn. Rồi bạn mở tab mới, bạn dán vào nha, dán thẳng cái vào trên này luôn. Rồi khi bạn dán vào á thì nó sẽ có giao diện như thế này. Ở đây bạn cần phải đăng ký một tài khoản miễn phí nè, bấm đăng ký. Thì đây bạn đặt tên tài khoản của bạn, đặt mật khẩu, nhập lại mật khẩu. Ví dụ như bạn có thể đăng nhập bằng là ID Facebook các bạn nha. Có nghĩa là bạn sẽ lấy cái tài khoản Facebook của mình, bạn đi kiếm xu, đi kiếm xu nha. Rồi sau khi có xu rồi á thì bạn sẽ đi tăng tim cho cái video TikTok của mình. Đó. Thì ở đây nếu bạn nào chưa biết cách lấy ID Facebook á thì bạn lên Google nè. Bạn gõ là lấy ID Facebook với tắt cũng được. Web để ghi. Đấy. Lấy ID Facebook web để ghi ở đây các bạn. Ở cái link đầu tiên nè, cách lấy ID Facebook nhanh chóng này, bạn nhấp vào đây. Rồi, khi bạn nhấp vào thì bạn kéo xuống bên dưới này, kéo xuống bên dưới này nha. Đây các bạn, công cụ lấy ID Facebook bằng link nè. Thì ở đây bạn sẽ dán cái đường link Facebook của bạn vào. Thì Thiện vào Facebook này. Đó. Thì Thiện lấy cái đường link trang cá nhân của Facebook của mình nha. Đây các bạn. Đó, ở góc trên bên trái này cái tên Facebook của mình nè, bạn cứ nhấp vào đây. Thì ở trên đây chính là cái đường link các bạn nha. Đây là đường link của cái tài khoản Facebook của mình. Bạn cứ Ctrl C copy nè. Sau đó qua đây, dán ở đây, bấm là lấy ID ngay. Thì ngay lập tức, chỉ trong vòng 30 giây thôi, chưa được nữa, thì nó sẽ xuất hiện cho bạn một cái ID. Đấy, get ID thành công thấy không?
Rồi bạn để ý nè, dưới này có dãy số này 100 vậy nè, bạn thấy không? Đây là cái dãy số ID Facebook của bạn nha. Thì mỗi cái tài khoản Facebook nó sẽ có cái dãy số ID khác nhau. Bạn chỉ cần nhấp chuột đây thôi. Đó, hoặc là bạn trên điện thoại thì bạn sẽ cần là bấm tay vào đây thôi thì tự động nó copy cho bạn. Đó. Thì khi copy xong thì bạn quay đây. Bạn bỏ ID Facebook của mình vào, rất là đơn giản các bạn nha. Rồi sau đó bạn sẽ bấm là em not a robot, rồi sau bấm đăng ký là xong. Khi đăng ký thành công á, nó sẽ yêu cầu các bạn là đăng nhập lại, trường hợp này thì đã có tài khoản rồi. Nên thì bấm đăng nhập luôn. Đó. Thì khi bạn đã vào bên trong như thế này rồi á, thì tiếp theo là bạn phải đi cấu hình nha. Muốn kiếm xu được thì bạn phải đi cấu hình. Cấu hình bằng cách là bạn bật dưới đây cấu hình nè. Đấy. Chọn Facebook nè. Ở đây bạn để ý nè, nick đang dùng là nick 9 phút. Cái nick này có nghĩa là gì? Cái nick này có nghĩa là cái nick này chúng ta đi kiếm xu nha, chế độ kiếm xu rồi bạn thấy không? Nếu như bạn sử dụng ở trên máy tính thì bạn chọn trình duyệt máy tính. Còn nếu như bạn nào bạn xem cái video này bằng điện thoại, bạn làm theo bằng điện thoại luôn á thì bạn hãy chọn là trình duyệt điện thoại nha. Đó, bạn thấy không? Thì khi bạn đã như thế này rồi nè, đặt làm nick chạy nè, đó. Nó có nick chạy như thế này, trạng thái đã sẵn sàng thấy không? Thì bạn mới ok nha. Đó. Thì cái bước cấu hình này rất là quan trọng luôn. Nếu như các bạn không cấu hình á thì các bạn sẽ không kiếm xu được nha. Mà không kiếm xu được thì có nghĩa là chúng ta sẽ không tăng team cho TikTok miễn phí được. Đó. Thì khi bạn đã cấu hình thành công rồi, bạn sẽ đi kiếm xu. Ở đây nó có rất là nhiều cách để bạn kiếm xu. Ví dụ như theo dõi chéo cho Facebook cũng được nè. Đó. Khi bạn chọn ở đây á, nó có những cái biểu tượng như thế này, biểu tượng giống như cái sóng của bạn. Bạn nhấp vào đây. Đó. Thì tự động mở tách mới. Rồi bạn nhấp đây cái nữa, bạn cứ làm thao tác nhiều lần nha, nhấp thử máy thôi. Đó. Như thế này. Mình đi phố lô chéo, tức là mình sẽ đi phố lô đi kiếm điểu nha. Đó. Khi mở lên thế này nè, ở đây không có chữ phố lô thì bạn bấm vào ba dấu chấm ở đây. Đó, nó có chữ theo dõi nè. Phố lô dịch sao đến dịch là theo dõi đó các bạn, bấm vào theo dõi. Rồi. Tương tự vậy ở đây. Như này cũng không có theo dõi ở ngoài nè, bấm vào đây. Theo dõi. Nè. Theo dõi. Theo dõi. Theo dõi. Đấy, bạn cứ bấm nhiều tab nha. Bạn càng làm nhanh tay nhanh mắt thì nó sẽ được nhiều xu các bạn nha. Đó, nè. Cái này thì nó đã có sẵn ở bên ngoài, mình nhấp đây luôn. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại đây. Mình nhận tiền nha. Đấy, khi mình đã follow xong mình bấm nhận tiền nè. Đấy, cộng tiền cho mình được, thấy không? Mình sẽ tắt này đi. Đó. Bấm nhận tiền nè. Cộng được 700 xu thấy không? Nhận tiền nè, nhận tiền nè, nhận tiền nè, nhận tiền nè. Đấy, nhận tiền, nhận tiền. Đó. Thì bạn cứ làm như vậy, tương tự như vậy, bạn làm thật là nhiều lần lên thì bạn sẽ có rất là nhiều xu ở đây. Khi bạn có nhiều xu rồi á, bạn muốn tăng team cho TikTok miễn phí á thì bạn hãy chọn đến phần là tăng tương tác nè. Đây nó có tăng team TikTok thấy không? Bạn nhấp vào đây. Đó. Rồi đây cái ô đầu tiên là mã ghi nhớ, có nghĩa là bạn có thể đánh dấu cái dự án của này. Nếu như trường hợp mà có những bạn ấy là làm dịch vụ tăng follow TikTok các bạn thì các bạn có thể là đánh dấu để nhớ. Còn các bạn tăng TikTok cho mình thì các bạn có thể đánh dấu có thể không nha. Bạn ghi ký tự nào ở đây, ký tự gì cũng được, không quan trọng các bạn nha. Này là bạn đánh dấu để bạn nhớ thôi. Tiếp theo link video thì cái này rất là quan trọng. Này ở bước 1 này, bắt buộc các bạn cần phải lấy đúng link video này. Bạn copy cái link video này nha. Copy hết luôn nha. Đó. Rồi bạn dán vào đây. Rồi tiếp theo là số lượng, thì bạn muốn tăng bao nhiêu cái lượt tim trong video này. Ví dụ thiện tăng 10 tim đi, 10 tim thì 6.500 đúng không? Ở đây mình có 9.600, đây nó có 6.500 thì ok. Bấm mua. Đấy, mua tối thiểu 50 tim thì có nghĩa là chúng ta phải đi kiếm xu nhiều hơn các bạn nha. Bấm ok đi. Rồi tương tự giờ bạn quay lại phần kiếm xu nè, rồi bạn kiếm xu nhiều hơn giúp mình. Đó, tương tự như vậy các bạn nha. Thì cách này nếu như bạn nào siêng năng cần cù một ngày, bạn có thể là cài rất là nhiều điểm, bạn cũng có thể là tăng được team cho TikTok của mình. Nhưng nếu như bạn nào không có thời gian á thì bạn hãy làm cách này, có nghĩa là chỉ cần bỏ ra vài ngàn đồng thôi có thể tăng lên vài trăm team được rồi. Thì bạn làm theo bước sau, bạn truy cập vào trang web là sarobot.vn này, sarobot.vn này, bạn bấm đăng nhập. Đó, rồi bạn tạo tài khoản miễn phí đây nha, nếu như bạn chưa tài khoản. Còn nếu trong trường hợp này thì có tài khoản rồi thì bấm vào luôn nè. Đấy, đăng nhập bên trong này. Rồi khi đăng nhập vào á, bạn muốn tăng team như TikTok á thì bạn chỉ nạp tiền ở đây. Đấy, hệ thống này nạp tiền hoàn toàn tự động, bạn có thể đọc theo hướng dẫn nạp tiền đây bạn nạp được thôi, rất là đơn giản các bạn nha.
Rồi khi có tiền rồi bạn muốn chọn dịch vụ nào? Của TikTok nè. Đây tăng team đúng không? Tăng team TikTok đâu rồi? Tăng follow, tăng comment, tăng like nè. Đó. Ở đây bạn nghĩ nè. Đầu tiên link hoặc ID thì tương tự vậy, mình vẫn lấy cái link video này. Đó. Link video này. Sau đó bạn sẽ chọn server. Ở đây mình chọn ví dụ như là server này đây, server 1. Đó. 100 team thì nó tốn có 4.000 thôi. Cái là nhanh chóng cho mình. Đấy. Bấm tạo liên trình, bấm đồng ý. Khi nào nó thông báo thành công là ok. Đấy, ghi thất bại URL không đúng định dạng thì bạn coi lại nè, cái URL định dạng của ta là gì? URL định dạng của ta là HTTPS rồi A cộng username video ID video nè. Còn cái link định dạng của mình là nè. Đấy video nè, cái này ID của nó nè, đằng sau nó quá dài các bạn. Từ dấu chấm hỏi nè, iPhone web gì nè. Ở đằng sau nè bạn có thể bỏ đi nha. Bỏ cái ký tự đằng sau đi. Đó. Bạn bấm tạo tiến trình, bấm đồng ý lại. Đấy, khi mà tạo tiến trình thành công như thế này là ok các bạn nha. Đó. Thì đây là hai cách tăng team trên TikTok. Cách đầu tiên á thì giúp các bạn là tăng team trên TikTok miễn phí. Cách thứ hai này á thì nếu như bạn nào không thời gian thì bạn làm theo cách thứ hai này, giúp các bạn là tăng team trên TikTok nhanh chóng nha. Thì nếu như bạn thấy video này hay, bạn cho thầy một like và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được nhiều video mới và hay ho nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.